Diễm Quỳnh xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vận trình tài lộc của người tuổi Mão trong tháng 12 rất khả quan, tài lộc rất vững chắc, khiến cho các con giáp khác phải ghen tị đỏ mắt. Tuy nhiên, giàu có cỡ nào cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay là kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này rất khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. May mắn, đó là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Chắc chắn rằng là những người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay đã thành đôi thành cặp và tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Và đồng thời bên cạnh đó thì các cặp đôi đang yêu nhau cũng hóa giải được những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có thể có được tiếng nói chung cần thiết. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi video chi tiết để biết thêm quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi các tuổi của gia chủ tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Bước sang tháng 12 năm 2021, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão khá trầm lặng. Trong khi bạn còn chần chừ do dự thì người khác đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Thời điểm tháng cuối năm này, ai cũng đang cố gắng để hoàn thành xong công việc còn dang dở, chỉ mình bạn là bình thản mà thôi. Bạn không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực và lâu dần thì sẽ tích tụ thành nỗi lo vô hình, khiến cho bạn sợ hãi sự thất bại. Phong thủy lộc tài khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân mình. Bạn không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại thì bạn có thể học hỏi nhiều hơn những kiến thức và kinh nghiệm đáng quý và từ đó thì dần hình thành những bước đệm cho tương lai tươi sáng. Để tiếp tục cải thiện vận mệnh trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó thì tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, đó là vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do công việc không được thuận lợi cho nên tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả quan. Người làm công ăn lương thì vẫn duy trì mức lương trung bình, bình bình. Giai đoạn này, bạn sẽ phải ít tăng ca ngoài giờ, cho nên thu nhập cũng sẽ giảm so với tháng trước. Những người làm ăn trong kinh doanh cũng không tốt hơn, bạn dễ chậm chân hơn so với đối thủ và để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều bạn cần đó là phải phá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ, vận may sẽ đến bạn nhé! Tháng cuối năm nay, chi nhiều hơn thu, cho nên bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể tránh việc chi tiêu quá đà và cần giữ cho mình một khoảng phòng thân khi mà có chuyện bất trắc xảy ra. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Công việc tài lộc không được như ý khiến cho bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn và thậm chí là tự trách móc bản thân mình. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp được những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Không lúc này thì lúc khác, và quan trọng là bản thân mình biết vươn lên để vượt qua những khó khăn đó. Vào thời điểm này thì những gia chủ tuổi Mão nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cho cuộc đua chạy nước rút vào tháng cuối năm. Bạn cần phải có khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ và gỡ bỏ những mệt mỏi thường trực. Một thực đơn lành mạnh, những bài tập thể dục thư giãn, một chuyến đi xa với gia đình sẽ là một liều thuốc tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này. Hãy suy nghĩ tích cực rồi niềm vui và sự may mắn sẽ đến với bạn. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Mão trong tháng 12 này đó là cần phải có lịch trình sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh, giữ một tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh. Có sức khỏe thì mới mong được công việc hanh thông thuận lợi. Người tuổi Mão nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là sản phẩm của phong thủy lộc tài, có tác dụng kỵ tà hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Vật phẩm này đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mão, tháng này thực sự không có sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình thì xung đột tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này đó chính là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán và tuyệt đối thì không được áp đảo quan điểm bảo thủ của bạn khi mà có mâu thuẫn.
Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Những gia chủ tuổi Mão có vẻ đẹp về ngoại hình nhưng tính cách thì lại khá rụt rè, nhút nhát, nên bạn cần phải chủ động hơn trong mọi việc và đặc biệt đó là trong chuyện tình cảm, nếu có một kết thúc viên mãn trong tháng 12 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm, như vậy thì bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi đâu ạ. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Vận trình của các gia chủ tuổi Ất Mão trong tháng này khá ổn định do có quý nhân nâng đỡ, nhưng cũng những cố gắng của bạn trong thời gian trước đây thì chắc chắn là sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, trong tháng này những gia chủ tuổi Ất Mão cần phải cẩn trọng về vấn đề tài lộc, tránh bị hao tài tổn lộc. Ngoài ra thì cần phải bình tĩnh để giải quyết các sự việc gặp phải, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt và tránh trường hợp làm việc có đầu mà không có cuối sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc đang triển khai. Trong quan hệ với đồng nghiệp thì bạn cư xử chưa được khéo léo, cho nên nhiều khi gây mất lòng, họa thị phi cũng từ đó mà ra. Bạn cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình trong tháng này. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Những người tuổi Mão sinh năm 1987 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân thì bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực, trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn đã gắn bó thì một chuyến du lịch với bạn đời trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn. Trường hợp xấu, nếu bạn đang trên bờ vực ly hôn nhưng bạn sẽ được hòa giải trong tháng này, đó là điều mà bạn nên đặt niềm tin. Người tuổi Đinh Mão trong tháng này thì tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu, công việc không ổn định, thu chẳng bù chi và dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Đối với các gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng này thì nên phải chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình mình bạn nhé. Trong tháng này thì những người sinh năm 1999 được dự đoán là sẽ học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Gia chủ Quý Mão tháng này có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người ở cùng độ tuổi. Cũng do bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, các bệnh nhẹ và đau sẽ gặp phải trong tháng này, tuy nhiên tác động cũng không đáng kể. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch là từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng Tân Sửu, tháng 12 có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau đây. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi mà các bạn tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với tuổi Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 đó là ngày 7 tháng 12 năm 2021 âm lịch, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất và có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất và có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng. Để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành thì đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia đình. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại, hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Năm Tân Sửu năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mão hãy sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng kim bài thái tuế của thầy quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống. Có thể nói rằng là đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì chắc chắn là quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch. Và từ đó thì có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì Dũng Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt.